Chào mừng các bạn đến với kênh của Bê Quyết Anh. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi. Yeah. Và hôm nay Ốc có một món đồ muốn khoe cho các bạn. Đó chính là một món quà từ một bạn fan hâm mộ cạnh khu nhà của Ốc đã tặng cho Ốc trong âm thầm lặng lẽ nha các bạn. Đây chính là món quà đó hả Ốc? Đúng rồi, món quà được bọc trong giấy ô ly nha các bạn ơi. Ô ly là kiểu bạn ấy học cấp 1 đó, nên là các bạn ấy vẫn viết giấy ô ly. Thì bây giờ bạn đã tặng chị. Ở đây bạn ấy ghi là tặng chị và anh đó. Nghĩa là đây có hai món quà cho mỗi người một món. Đấy, đầu tiên là món quà của anh Bê Quý Thành. Đâu, quà của anh nhỉ? Đây. Miu sô-cô-la. Nice. Một thanh sô-cô-la bằng giấy ô ly. Thế mình nghĩ đây là sô-cô-la sữa. Ờ, đấy. Bạn cái này ăn, là... ăn rất là nhai giấy à? Nhai giấy chưa? Anh mới thấy nhai giấy nha. Còn chị mới gọi đặc biệt đây này. Đây, còn chị là cốc trà sữa bằng giấy. Uống đi không? Uống đi. Đây, và bạn ấy còn viết thư cơ. Đây, trong này có một bức thư nho nhỏ đâu nha các bạn. Đó. Love you anh chị. Pặc 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 pặc. Và bạn này là bạn Hân nha các bạn. Đó. Đâu, xem nào. Bạn Hân. Love you anh chị. Ờ, bạn Hân. Và bạn Hân. Ừ. Ok, cảm ơn bạn Hân nhá. Cảm ơn bạn Hân rất là nhiều nha. À, thông qua cái video này xin được gửi lời cảm ơn đến bạn. Tuy nhiên, nếu như bạn có thể mua một thanh sô-cô-la thật và một cốc trà sữa thật thì sẽ tốt hơn nhiều. Đúng rồi, nhớ mua trà sữa thật và thanh sô-cô-la thật nhá. Để anh chị có thể ăn được. Thế này mua bằng giấy thế này thì ăn kiểu gì? Thôi. Và đây phải vào game ngày hôm nay. Đó là trò chơi gì? Five Nights at Freddy's. Nghe có vẻ quen quen mà lại lạ lạ. Thế thì trước khi vào video, các bạn nhớ ấn nút like video, ấn đăng ký kênh giúp bọn mình và hãy xem quảng cáo. Nhớ là hãy xem quảng cáo nha. Đây, vào game. Đây cũng là một tựa game rất là giật mình đấy. Nên là hãy chuẩn bị một cái tâm hồn. Hãy chuẩn bị một cái bỉm. Thôi, vào chơi luôn nha các bạn. Đây là một vài cái cảnh báo ở trong game. Tựa game này thì sẽ có chứa những cái cảnh chớp nháy các bạn ạ. Và giật mình cũng như là những cái tiếng ồn khá là to. Thế nên là khi mà bạn nào mà đang chơi game này hoặc đang xem video này mà cảm thấy là trong người kiểu khó chịu ấy, kiểu chóng mặt hay buồn nôn hay như nào đó, thì các bạn cần phải thoát cái game này ra ngay lập tức. Trong game thì cũng có chứa những cái hình ảnh, nói chung là cũng khá là kinh dị và cũng có một chút bạo lực cũng như là máu me đấy. Thế nên là các bạn hãy cân nhắc trước khi xem video này, và bọn mình cũng sẽ tối thiểu nhất những cái cảnh quay đến những cái phần đấy cho các bạn. À, và tất nhiên rồi, hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp để chúng ta bắt đầu vào trò chơi. Tâm hồn đẹp để chuẩn bị giật mình nữa các bạn. Đây có một cái màn hình TV với hai bàn tay thò ra. Trong TV thì có rất nhiều những nhân vật hoạt hình các bạn ạ. Ờ, nó giống như bộ phim hoạt hình. Ờ, và những cái nhân vật này đều ở trong Five Nights at Freddy's nha các bạn. Ok. Chả nghe cái nhạc kinh dị đó. Ồ, cái kinh dị nhạc lại nhạc vui à? Quá chuẩn luôn. Game này JRS xuyệt và một chữ S. Nó là cái sở hữu cách nha. Bạn nào mà đã biết rồi. New game. Ok, trước khi chúng ta bắt đầu, hãy nhảy into it à? Jump straight into it. Bàn tay. Hai bàn tay. Wow. Tôi đang ở đâu đây? Tôi đã chết rồi ư? Ồ, anh này đang hỏi mình là mình chết rồi sao? Sợ anh thế. Anh tự hỏi bản thân mình. Cơ thể của tôi, nơi này, tôi cảm thấy thật là kỳ dị. Tôi dường như là ổn, nhưng mà tôi lại cảm thấy... trống rỗng, empty nha các bạn. Empty. Tôi cảm thấy như là tôi đang bị rình rập. Cái gì đấy xung quanh đang nhìn mình. Có ai đó đang từ trong bụi rậm. Đúng. Rình mình. Nhìn ra, hiểu chưa? Nhưng cái cảm giác này thì nó cũng mới thôi. Mới có cảm giác này thôi. Có ai có nghe thấy tôi không? Tối thế này có nghe thấy thì chỉ có con ma thôi. Chưa nửa đêm, với cả tối như này ai ở ngoài đây mà nghe? Ai biết được. Biết đâu lại có người nghe thì các bạn nhỉ. Xem tiếp nhá. Rồi, có một sự giật mình nhẹ nhẹ nha các bạn. Dùng một cái sự gọi là cái tim mình đập thình thịch. Và gì kia? Ai ở ngoài đó vậy? Tôi chưa bao giờ muốn tìm một cái rắc rối. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Rời khỏi đây thôi.
làm ơn hãy cho tôi rời khỏi đây. Ồ, nghe nghe anh bạn này là nói về, chuyện với con gấu này à? Ờ, hóa ra con này là từ nãy giờ nó đứng ở đây nó nhìn mình, nên là anh này có cảm giác là đang bị rình rập các bạn. Rồi, anh này nói với con gấu là tôi chưa từng nhìn thấy một ai đó hay một thứ gì giống với bạn trước đây. Thế á? Ừ, hơi lạ lẫm thế. Thế là đây là đang ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? Sao đen xỉ thế nhỉ? Ở đâu thì phải chơi mới biết được. Rồi, cái đen xì là cái màn hình của anh á, Thành á. Ờ, sao đến cái màn hình mình rồi, đen luôn. Đen xì luôn rồi đó. Rồi. Ờ, chuyện gì xảy ra? Rồi, màn hình đen rồi, các bạn ơi, tránh màn hình. Rồi, rồi, hết game nha, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vì lần sau nhá. Quay xe rồi. Vừa chớp mình rồi. Rồi, sao? Đây là mặt đất. Cây cỏ, hoa lá xung quanh. Trên bầu trời có hình một bộ não. Bộ não à? Ừ. Bộ não mà sao lại ở trên bầu trời? Không biết được đây ở đâu. Có cảnh vật xung quanh rồi nha. Có hang động của thằng Pau này. Hang động của thằng Pau. Đây là ai đây? Ui. Toàn những kiểu cái hình á. Ờ, mô hình không có mặt đâu. Ờ, thì cái mặt nó đi đâu ta? Đây đây đây, con gấu kìa. Con gấu mà mình đang nói chuyện với nó kìa Thanh. Ờ, nó úi, đằng xa xa có hình kiểu mặt cười kìa. Giống kiểu mặt tròn kìa. Ừ, đúng rồi. Gì đây? Không chạy. Nó bảo mình thứ nhất là không chạy, thứ hai là pop, X-pop gì mình không rõ luôn á. Ồ, đây là hình những nhân vật hoạt hình hết các bạn ạ. Những cái thùng cắt tông cắm vào đây, xếp này. Ờ, xếp chồng lên nhau. Tôi đang ở nơi quái quỷ nào vậy? Bạn là ai? Ồ, tôi ở trong cái The Baron. À, một... Baron là địa ngục đúng không? Không, một cái nơi mà ở giữa sự sống và cái chết. Ui, quá kinh khủng luôn các bạn. Vậy tôi đã chết rồi à? Tại sao lại như thế được? Điều gì đã xảy ra với tôi? Ui, chậm thôi. Tôi nói là nó ở giữa sự sống và cái chết, nên thật ra bạn chưa chết. Ờ, ừ. Thế là cũng sắp chết. Không biết được. Vậy tóm lại nó, ý nghĩa của nó là gì? Nghĩa là bạn có thể quay lại với thế giới thực, nơi mà bạn muốn. À, thế là mình vẫn còn cơ hội có thể sống lại các bạn ạ. Ờ, đúng. Ok. Ok, tuyệt vời. Hãy cho tôi về bây giờ đi. Tôi không muốn ở nơi này một chút nào. Ừ, nhưng sẽ không nhanh được. Tôi đã mang bạn đến đây để bạn giúp tôi hoàn thành những cái nhiệm vụ mà tôi chưa hoàn thành. Sau đó bạn sẽ trở về được với thế giới thực. Ôi giời ơi, đang sống thì bắt người ta đến đây làm nhiệm vụ. Chắc là ở thế giới thực mình gặp một cái tai nạn gì đấy và mình đang ở trạng thái hôn mê. Mình đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Bây giờ làm nhiệm vụ cho nó thì mình được sống lại, nó giúp mình sống lại các bạn. Tại sao mày không tự làm? Tại sao bạn không tự làm đi? Tại sao lại nhờ tôi? Nhưng không may, tôi không sống như bạn. Ờ, thế thì con này nó chết rồi à? Nhưng mà không phải chết, vì đây là đang ở giữa sự sống và cái chết mà. Nhưng nó bảo nó chết rồi, nó bảo nó không còn sống nữa. Ờ, không còn sống thì chắc chắn là đã chết. Nó đã bị bẫy ở đây một thời gian khá là dài. À, nó đang đợi một người giống như là mình. Đấy, một người mà có thể giúp nó đi đến cái miền cực lạc, tức là afterlife, tức là sau cái sự sống đó. Thì tức là gọi là xin vĩnh biệt về với thiên đường á. Ờ, thế hóa là nó bị giam giữ ở đây và nó đang tìm một người để giúp đỡ giống như là mình ạ. Ừ, tức là mình và nó đều đang mắc kẹt ở giữa. Nhưng mình muốn quay trở lại sự sống, còn nó thì nó muốn chết hẳn luôn. Nó đi thiên đường ấy các bạn. Ừ. Rồi, nói chung là hợp tác hai bên cũng có lợi. Rồi, tôi sẽ đem đến cho bạn một cái lời đề nghị. Bạn giúp tôi với những cái nhiệm vụ và tôi sẽ giúp bạn một tay trong quá trình bạn điều tra. Tức là nó cũng giúp mình là nhiệm vụ luôn á. Ok. Tôi thì biết cái dây ra này như là trong lòng bàn tay. Đó, rất thành thạo địa hình ở đây. Đấy. Và sau khi mà qua cái giường, tôi sẽ chuyển bạn quay trở lại thế giới thực và sẽ gặp lại vào tối ngày mai. Ồ. Ok bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ đi đến cái giường. Đi lên giường. Lên giường. Rồi. Tóm lại dịch một hồi là nó tóm lại là nó bảo mình là lên giường đó. Lên giường, giúp nó làm nhiệm vụ. Rồi. Đây rồi. Nhìn thế này nó mới là game chứ, nãy nhìn trông ghê quá. Chúng ta như kiểu một nhân viên bảo vệ các bạn ạ, đang ngồi trong phòng này. Đấy, rồi, đây có cái đồng hồ, đây có cái màn hình check camera của các phòng ở trong cái chỗ khu này. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì đây? Có một cái máy tính. Ok. Trên này nó ghi gì đó? Trên này nó ghi là
đèn. Ôi, con ma đang. Bây giờ mình phải chết. Nhìn chưa? Nhìn thấy chưa? Con ma đang đứng kia kìa. Ủa, thế bây giờ bây giờ mình phải đi check camera để tìm ra con ma. Đâu, phải thấy con ma là đâu? Đâu. Nãy nó vừa ở trong cái màn hình xong, trời ơi, mắt nó sáng quắc, hai mắt tròn xoe như này này. Không có hướng dẫn gì à? Ở đây đây. Cho tối nay thì hãy chú ý những cái đèn nhấp nháy và hãy bật cái hệ thống camera lên nha. Ờ đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ check hệ thống camera và xem những cái phòng nào nhấp nháy. Rồi. Ui, những cái phòng. Ui. Hình như đấy là con Chica đó các bạn ạ. Con Chica á? Ờ. Nó biến mất luôn các bạn, nó chạy chỗ khác luôn rồi. Các bạn để ý nha, xem cái cam của cái phòng nào nhấp nháy. Ui dồi ôi, đây là con gì nhỉ? Freddy à? Không phải con thỏ. Con thỏ đúng không? Không phải con thỏ đâu, Freddy đấy. Freddy à? Hình như thế. Chica lại sang phòng này rồi các bạn ạ. Đây có phải con ma không? Đây là con Foxy. À, con Foxy. Ôi, quên không để ý đèn điện, nãy giờ cứ mà nói chuyện với nhau xem nó con gì. Đâu, xem cái đèn đây không nhấp nháy này. Ồ, đèn đây nhấp nháy. Có con gì ở đây, Ồ, có hai con ở đây. Rồi rồi, ok. Chúng ta sẽ chọn xem nào. Con thử con này đi. Ừ. Ồ, 1/2 rồi các bạn ơi. Ok, ta lại tiếp tục làm. Tiếp tục làm các bạn ơi. Ui, âm thanh gì đấy? Sợ thế nhờ. Rồi, phòng này không nhấp nháy nha. Và chúng ta cần phải để ý cái thanh năng lượng của những cái con này này. Đấy. Nếu mà chúng nó càng giảm, con nào mà giảm nhiều nhất thì chúng ta phải mang nó về sửa. Ờ, ok. Và để ý là có những cái con nó bị ma nhập ấy. Nếu mà chúng ta mang nhầm về cái con có ma nhập đấy thì nó sẽ hù mình. Đấy, nó có thông báo kìa. Có một con ma đã nhập vào những con người máy này rồi. Không, phòng này không có. Đây có một con đang đứng đây. Con này là con Bonnie nhưng mà đèn không nhấp nháy. Đúng, nhưng không nhấp nháy. Đèn phải nhấp nháy cơ. Còn một con nữa thôi các bạn ạ, cố lên. Chica chạy sang bên này rồi các bạn. Bị mất luôn. Có những cái con rất là khó nhìn và phân biệt đó các bạn. Có mỗi con Chica nó có mỏ là chúng ta dễ nhìn nhất. Đây là Bonnie cầm cây đàn này. Là con thỏ đó các bạn. Đúng không? Chưa. Nó nháy rồi kìa. Thế thử chọn nha. Mà chúng ta chọn sai. Thế đấy là con Freddy. Chắc là con Freddy à. Yeah, thắng luôn chứ. Bảo là chính là con đấy mà. Ui dồi, ở đây toàn những thám tử lừng danh, truyền nhân của thám tử lừng danh Conan. Và các bạn ơi, anh giải thích cho các bạn một chút là những cái con người máy này ấy, thì chúng ta phải theo dõi chúng nó. Nếu mà con nào nó giảm cái độ phần trăm ở trong cái bảng điều khiển ấy thì chúng ta phải mang nó về sửa. Còn những cái con nào bị ma nhập ấy chúng ta phải tìm ra nó. Ok. Còn nếu mà chúng ta mang những cái con mà nó đang có ma nhập về sửa thì chúng ta sẽ bị nó hù luôn. Ok. Chúng ta tiếp tục đến đêm thứ 2. Tuesday night, đêm thứ 3. Ai mới là Paul? Paul? Paul là con gấu đó. Con gấu của nãy nó bảo nó nắm trong lòng bàn con tay. Con này là BB, là cái con bon bloom bóng bay á. Rồi xong. Lại lên giường đấy. Chắc là lại lên giường thôi chứ cũng làm quay gì trở lại gặp anh này. Ok. Ôi, bạn đã trở lại rồi. Quá tốt, bạn làm quá tốt. Đó là một cái thứ gì mà tôi thậm chí chưa từng nhìn thấy trước đây. Và cái siêu linh này, cái hoạt động của cái siêu linh tức là kiểu không phải là con người ấy, hệ tâm linh các bạn, thì nó đã nằm ngoài cả cái biểu đồ của cái trong cái nhà máy đấy. Tức là những con ma đấy làm sao mà thống kê được. Đúng rồi, mình thống kê con người máy thôi. Như tôi đã mong đợi, đó chính là những con ma mà bạn đã săn được ở trong cái những năm gần đây. Ok, và nó chỉ là những cái trò đùa cũ dích, tức là con này biết thừa. Rồi chờ đã, đó là những con ma ở thế giới thực. Nhưng mà sau đó thì tại sao mà bạn không tự làm một mình, vì bạn đã biết đấy là những con ma rồi đó, và bạn lại tạo ra cái thứ này vào tối ngày hôm qua như thế. Rồi xong, nó cạn lời. Nó đúng vậy, bạn đã bắt tôi đã nói dối, chẳng có một con ma nào có thể quay trở lại thế giới thực cả. Tôi đã thực sự thất bại rồi và tôi không thể quay trở lại nữa. Tôi đã giấu cái kiểu ẩn mình ở đây trong thời gian khá là dài rồi. Ui dồi ôi, ghê vậy. Một con ma
thì liệu sẽ sợ một con ma khác hay không? Ờ nhở, hai con ma gặp nhau chúng nó có sợ nhau không nhở? Ừ. Ừ, tôi nghĩ là có. Nhưng mà đó chính là lý do mà tôi cần bạn. Ủa là sao? Tôi đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi vì sợ cô ấy. Cô ấy là ai? Cô ấy là ai? Cô ấy sẽ không để tôi rời đi. Cô ấy sẽ gặm tôi thành từng mảnh nếu như mà cô ấy biết tôi ở đây cùng với bạn. Ui, cô ấy là ai? Cô ấy sao lại ăn bạn này? Thường thì con gái rất nguy hiểm các bạn ạ. Nhưng bây giờ bạn đã ở đây rồi, bạn có thể giúp tôi. Ok, khỏi sự nguy hiểm, rình rập nguy cơ từ con ma. Chỉ một lần và cho tất cả. Ok, tôi không chắc là tôi sẽ làm được. Nhưng mà tôi cảm thấy giống như là một con cá đang nằm trên thớt. Ừ. Tức là kiểu gì cũng chết. Thôi thì tôi vẫn thôi, làm. Đó. Càng nào cũng chết thôi, phải cố làm. Ok. Biết đâu lại được sống. Rồi. Đó lại là đây đó các bạn, đây lại đi ngủ đấy. Rồi. Đến trước giường. Rồi đúng rồi. Gặp vào ngày tối ngày mai. Rồi chúng ta đã phát sinh trong đêm thứ hai sẽ là có một nhân vật là cô ấy nha. Cô ấy là ai? Cô ấy là ai? Rồi. Người ấy là ai? Ai? Imo. Ai mà biết được. Đây có chiếc đồng hồ thi ga xinh ấy. À nó kêu cúc cu, đồng hồ cúc cu. Đây các bạn việc cái cửa này mở được không ta? À không có một cái con người máy nào ở đây. Và bây giờ chúng ta lại check cam. Và lần này nó không cho cái tin nhắn hướng dẫn à? Chưa có các bạn ơi. Chưa có. Ồ có một. Lại có một con ma đấy. Có một con ma nhập vào các bạn. Chúng ta sẽ phải để ý cái đèn nhấp nháy và cái dấu vân tay ở trên màn hình camera các bạn ạ. Ok. Bây giờ có hai cái đặc điểm mà chúng ta nhận dạng. Nào, chúng ta cùng để ý nhá. Check cam xem nào, xem có con nào xuất hiện đâu. Khi mà bắt đầu có là người ta sẽ hiện lên cho mình cái thông báo là cái con ma đã nhập vào một con người máy các bạn. Đúng rồi. Phòng này, phòng ăn, sao không có con nào ở đây ta? Ừ. Ồ, cam phòng này rộng thế ta. Ồ. Ôi giời, giật mình. Foxy, ghê. Chớp chớp và Chica đang ở đây nha các bạn. Các bạn thấy không? Ừ. Ấy, hai mắt trắng rã luôn. Rồi. Ồ, có ba con ở đây luôn. Con luôn. Chớp màn hình. Chớp chưa? Có rồi. Có rồi à? Chớp màn hình rồi nhưng mà chưa thấy dấu vân tay ở đâu. Úi dồi ôi, giật cả mình cái con này. Foxy. Chica đang ở đây. Chica trong này béo đấy. Ủa có dấu vân tay này đúng không? Đâu. Đấy trên màn hình có dấu vân tay. Đúng rồi. Con gì vừa ở đây? Con gì ta? Bây giờ mà mình không xử lý nhanh nó đến phòng mình xong đời. Đây. Con gì? Xem các chỉ số của con này thì có vẻ là con nào cũng cả. Ô, con này sao lại nó đang bị nhấp nháy ta? Con này nhảy số điên đảo đấy. Mình đoán bừa một con nhá. Hả? Đoán bừa con chị con này đi. Chị cả. Con gì đấy? Ô đoán đúng kìa. Đúng được á? Nhưng mà các bạn nhá, để ý những con nào các bạn đoán sai ấy, thì nó sẽ bị giảm cái chỉ số này xuống. Khi mà nó giảm về không thì nó sẽ hù các bạn đó. Nên là chúng ta phải call nó về, gọi nó về để sửa nó. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục check camera này các bạn. Ấy chỉ cả xuất hiện rồi này. Nhưng mà sao bọn này cứ có sao lại biến mất thế? Thì chúng nó di chuyển qua những phòng khác mà. Ôi bạn ơi, ôi trời ơi, Bonnie, con thỏ các bạn ơi, đấy bảo rồi, check mà không nhanh là nó vào nó tóm cổ đấy. Ôi trời ơi, ông sợ chưa? Ồ, có một con ma đã nhập vào đúng. Con người máy ở đây rồi, robot đây rồi. Đó, phòng này có hai con, con Bonnie và con Chica đang đứng ở trong. Còn biến mất một con, còn mỗi Chica các bạn. Hai con đó, còn con nữa, Foxy sao á. Ôi dồi ôi, chúng nó mỗi phòng dấu con vân tay thôi. Nó rất là mờ luôn ý. Ơ, hình như cái phòng hồi nãy có dấu vân tay. Đâu, phòng nào? Phòng này có dấu vân tay, phòng nãy. Đây. Thế là con gì ở đây? Con gì vừa ở đây nhỉ? Freddy à? Freddy, ok. Ta sẽ lựa chọn con Freddy. Chắc là đúng rồi. Không phải đâu, anh nghĩ là Freddy nó vừa đến chứ không phải Freddy đâu. Con nào giống? Chica. Chica? Không phải đó, đâu. Chica. Oh. 1/3 rồi các bạn ơi, cố lên. Anh Thành giỏi phết, sao biết Chica ta? Anh vừa đoán con Chica nó biến mất mà mình nhìn các phòng khác đều thấy các con kia thì chắc chắn con Chica nó vừa từ đấy nó. Rồi mình sẽ khôn con này về mình sẽ sửa nó các bạn. Ok.
chưa tới đây à? Ừ. Chết đi các bạn. Chết càng chắc đi. Phải 3 con á. Càng quá nhiều. Càng quá, hồi hộp hết đấy. Ui trời ơi, tự nhiên bắt mình đến đây làm nhân viên là gì? À, đây. Con gì nhỉ? Con gì mập mập vừa nhìn đấy nhỉ? Con gì nhỉ? À, Bonnie. Bonnie hả? Bonnie chính là mày. Chắc là không giòn đâu. Không phải Bonnie. Con nào mập mập đấy nhỉ? Con gì đây? Không phải Foxy, đây là Foxy. Là Foxy đó. Ôi ôi, mấy con kia đều chỉ số thấp. Từ từ, sửa sửa này đã. Ôi chị cả. Ôi chị cả. Xin vĩnh biệt. Có dấu vân tay này, con okay. Nào vừa phòng này. Con nào? Hình như là Chica nha. Các bạn thấy không? Có dấu vân tay là con Chica. Ok, Chica đây. Không phải Chica các bạn ạ. Không phải Chica. Đúng cùng con Chica là con. Con gì nhở? Freddy. Đúng rồi, Freddy. Một con các bạn ơi. Để chúng ta khôn một con nào đấy ít về sửa đi. Khôn con này về sửa đi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Tôi đã đi à? Trời ơi. Còn này có dấu vân tay, Freddy vào đây đúng không? Ừ, hình như vậy ạ. Ờ, đây. Còn này có dấu vân tay đúng không? Phòng này. Phòng này. Ờ. Này mới là có dấu vân tay, Chica kìa. Phải Chica không nhỉ? Freddy nhỉ? Cứ chọn Chica trước đi. Hình như là Chica xuất hiện sau khi... Ờ, đấy. Ừ, Chica xuất hiện sau xem khi nhé. Dấu vân tay. Không phải Chica đấy chứ. Rồi, Chica xuất hiện sau. Nó là con Freddy. Không phải. Thế thì là cái con đấy rồi. Con đấy đấy. Con nghĩ là con này. Không phải các bạn ơi. Tôi quả đấy xong rồi. Con đấy chắc chắn không phải. Đây, nó là con này các bạn ạ. Ừ. Rồi xong, bây giờ làm sao đây? Các con này bây giờ chỉ số đang rất là ít này các bạn này. Mình phải khôn con Freddy. Tại con tận 69, con 30 kia thì không côn. Ừ nhở. Đồ ngu. Ôi, thôi sao xin vĩnh biệt cụ rồi. Ôi giời ơi, con cái nịt thôi. Thôi xong rồi, ấn nhầm. 30 thì không khôn, mà khôn con 60. Ừ, thôi sao rồi các bạn ạ. Ui, một bay luôn này. Thôi không sao, tập trung chơi đi. Anh xác định đi Thành ơi. Căng thẳng quá các bạn ạ. Cứ phải ngồi chiếc cam này xong rồi nhìn ạ. Cái này có dấu vân tay hay sao ạ? Đâu, không có. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại. Chơi game trầm cảm quá. Hành quá à. Thật đấy. Có dấu vân tay đúng không? Hình như là có. Mà hình như là không có. What the hell? Thì ốc đừng nói, ốc nói xong anh thấy sợ hơn. Ui Thành ơi, đây là tiếng gọi người từ lòng đất. Tôi đoán bừa đấy các bạn ạ. Không được, không kịp đâu. Anh đoán chỉ cả đấy. Không đúng, đúng các bạn ạ. Thỏ Bonnie đó. Không đúng. Thỏ Bonnie. Chắc không? Chắc. Thỏ Bonnie. Không đúng thỏ. Không đúng Freddy. Thôi xong. Chúng ta càng đoán thì các chỉ số con này nó sẽ giảm xuống các bạn này. Ồ, từ từ đã. Con này sao chỉ số nó? Ờ, đó là cái con đó. À. Để ý cái chỉ số của nó nhấp nháy nha các bạn. Rồi xong, quả này ăn hú tiếp rồi. Từ từ đã, khôn một con về để sửa nó. Ôi con 11 đi. Con nào cũng 11 không à. Mình đoán sai, nó tụt hết các chỉ số. Ôi, còn những con có 6 thôi. Đây, con này có 6 đây các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình đây. Dừng lại, mình dừng lại. Ôi, mình chém mắt đi, mình chém mắt vào. Ui, con BB đúng không? Mình biết đến đạn bị dọa, mình không xem. Ờ đây, tên nó đây này. Đồ ăn hại. Tập trung, tập trung này. Hôm nay
này, đèn chớp tắt này. Rồi vân tay này. Ừ. Con nào vừa ở đây cùng không con. Không phải Freddy thì không phải Chica, không phải. Con nào nhỉ? Nào. Mình nghĩ là đấy, con kia đang nhấp nháy chỉ số rồi, nhìn thấy không? Chọn nó đi. Mày hoặc mày, chính là mày. Nỉ chưa? Rồi xong, con thứ nhất. Người ta mà phát hiện ra cái gì đó là mình có thể mở luôn, mình xem nhấp nháy thì mình chọn được luôn. Ok, hợp lý đấy. Hóa ra là vậy à? Từ nãy giờ không biết cách chơi các bạn ạ. Mình thật ra nó sẽ hên xui à? Từ quên không mang cái đấy về sửa à? Con nào? Mang về sửa đi. Sao phải sửa? Chưa không cần phải sửa, anh tưởng nó tụt chỉ số được cơ. Mình chọn đúng mà. Đó, con ma nhập rồi. Ma nhập rồi nhá. Ừ. Nhìn đi các bạn đây. Đây hai con này. Ông mình hãy tìm cái dấu hiệu, thật sự là mình phải tìm dấu hiệu. Xong mình bắt đầu loại trừ. Vẫn hai vẫn con hai đứng con đây. Này ở đây. Biến mất luôn. Luôn. Còn và con Chica chuyển lên phòng đó. Đó, Chica lên phòng này rồi. Chica và Bonnie ở phòng này. Rồi. Con Bonnie rời đi. Ok, ta chọn con Bonnie. Okay. Chính là Bonnie. Còn một con mày, nữa nha. Mày. Các bạn có cơ hội rồi, có hội thắng rồi. Bây giờ mình chọn bừa được không nhỉ? Đừng, mình còn tận chỉ số tận hơn 60, mình vẫn có thể tìm được. Mình đoán sai thì mất chỉ số đi thôi mà. Nhưng mà bây giờ mình thôi, mình sẽ chơi đẹp nha các bạn, mình không chơi đoán bừa. Thắng được thì mình sẽ là vinh quang. Foxy ở đây. Đó, con ma vô rồi đó. Ma vô rồi. Foxy ở đây, Chica ở đây. Còn chớp tắt. Con đi. Con đi đứng cùng con nào? Bây giờ mình mở ra đi, mình mở cái kia ra. Chica. Ừ. Chica. Mở lên. Không, Chica bên đâu kia? Không phải. Bonnie. Không phải. Ready. Yeah. Cuối cùng cũng đã thắng được tới màn thứ hai. Ôi các bạn ơi. Ôi ôi, rồi okay, sao? Con Paul vẫn đang đợi mình. Ở ra xem con Paul nó nói cái gì với mình. Mình chơi vật vã qua được 2 đêm các bạn ạ. Bị nó hù tái cả mặt. Sợ quá. Rồi, nó cho mình một quận băng các bạn ạ. Backstage, hậu trường à? Sân khấu. What nha? Cái gì mà nó ăn bạn ý? Nhưng bạn không biết là bạn nên xem hoặc là hay không? Thôi thì mình xem đi. Xem nó hoặc là rời đi. Xem nó chứ. Sợ gì? Không phải sợ. Đã chơi sợ. Ui, đấy, có một đoạn băng. Đấy, một cái tivi màn hình nhiễu. Một Freddy bé à? Không, bạn Paul. Paul. Paul là con bé chứ không phải. Đang cầm một cái tay. Khớp tay. Trời ơi, Paul ơi, bạn làm gì đấy Paul? Paul đi đến một cánh cửa. Paul nhìn thấy một cái gì đấy. Một cái tờ note có chữ. Cái gì? The Mango là gì? Mango. Liên quan đến con Mango hả? Cánh tay của Mango hả? Không biết nữa, nhưng tại sao Paul không vào? Mắt Paul trắng nha các bạn. Rồi xong. Rồi, đèn ánh đỏ. Đèn đỏ và... Ôi. Và hết video à? Và Paul bị cắn, vì thế nên Paul bây giờ... Hay là vì Mango xuất hiện nên... Nên là Paul nó đang bị con Mango nó tấn công. Bây giờ Paul đang bị giữa sự sống và cái chết nhỉ các bạn nhỉ? Tôi Paul chết rồi nhưng Paul chưa chết hẳn. Được các bạn ơi, chắc là tụi mình sẽ dừng cái tập này ở đây thôi. Vì tụi mình chơi khá là lâu mới qua được hai cái màn. Và mình bị hù từ nãy đến giờ. Hù liên tăng tăng luôn. Nên là thôi. Nếu mà các bạn ủng hộ mà like thật nhiều, đủ 10.000 like và 1 triệu view thì mình sẽ làm tiếp cái game này. Còn không mình sẽ không chơi nữa đâu các bạn. Sợ lắm. Nó dù hù cho mình cứ đi. Thì ai chơi đúng không các bạn? Thôi bye bye nha. Đấy, đừng rủ anh Bi Thành chơi game kỳ dị nữa nha ông nha. Ông không bao giờ rủ, toàn anh Bi Thành rủ ông thôi. Bye bye các bạn.